Chào bạn, mình tên là Duy, mình đã làm nghề pha chế được 7 năm và với cái 7 năm đấy mình đã chót đam mê nghề pha chế này. Thì mình cũng có tìm hiểu về nhiều sách để bổ trợ cho nghề pha chế. Thì đây mình có sách về cà phê, sách về gia vị, ngũ cốc, trái cây, rau củ và sách về cocktail nữa. Ở đây mình có rất là nhiều kiến thức để muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có bất kỳ cái vấn đề gì trong nghề pha chế mà mình có thể giải quyết được, các bạn hãy chia sẻ với mình để mình có thể giúp các bạn hiểu hơn về nghề pha chế. Xin cảm ơn.